Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Bạn đang lắng nghe sách nói tại Waka FM. Sau đây là nội dung của tiểu thuyết Cô Tư Hồng, tác giả Đào Trinh Nhất. Chương 1: Phấn son riêng một sơn hạ. Vào khoảng trung tuần tháng giêng năm Canh Tuất 1910, hồi 9 giờ sáng, một ông cụ hình dáng cục mịch hom hem, râu tóc đã bạc gần hết, mình mặc áo the sờn dai, chân đi đôi giày da lộn, một tay kẹp chiếc ô vào đách để chống đầu nhọn lên trên, tay kia xách một lồng chim bồ câu độ chục con, xem bộ tịch rõ ra một vị huynh thứ trong làng, lên tỉnh có việc. Không ai biết cụ từ đâu đến, chỉ biết khi xuống xe quả ở ga Hàng Cỏ, cụ lần mò hỏi thăm người ta đường lối về ngõ Hội Vũ. Ngõ này ở Hà Thành ta 30 năm trước hẹp nhỏ, đường đi còn rải gạch non phố cắt, hai bên cỏ mọc làm bờ, phía trong còn nhiều đất để quan chơi làm nhà. Quang cảnh đó đâu sửa sang vui vẻ và cửa nhà tấp nập được như bây giờ. Tuy vậy, lúc đó ai mới ở ngoài bước vào đầu ngõ cũng trông thấy ngay một tòa lâu đài sừng sững, kiến trúc xen lẫn hai kiểu Tây Tàu, nhưng đại thể kiểu mới nhiều hơn, nguy nga, đột ngột, rộng rãi, có vẻ như một chốn phủ đệ thâm nghiêm, đài cát. Chỉ cái ngoại quan đủ tỏ cho những người trông vào phải đoán ngay chủ nhân tất là một bất phong lưu, quý hiển. Thì xem Tết Nguyên Đán đã đi qua khỏi hơn nửa tháng rồi mà từ ngoài cổng vào đến trước thềm, hai hàng chậu cúc vàng, cúc trắng vẫn còn khoe hết vẻ đẹp, chưa tàn. Những xác pháo nghinh xuân đỏ úi hãy còn tơi bời ngổ ngang mặt đất, như dán mình dưới lằn bánh xe chéo chồng lên nhau. Đó chính là dấu vết phô bày cho người ta biết nhà này rất mực hào hoa. Trong mấy hôm đón rước xuân về, đã có bao nhiêu khách y quan xa mà lui tới. Tội nghiệp ông cụ thôn lão ban nãy tìm đến ngõ Hội Vũ là cốt vào nhà này. Nhưng khi đến nơi, trước cảnh tráng lệ đồ sộ bất ngờ, cụ cứ đứng ngấp nghé thập thò ngoài cửa, không biết tính thế nào, cũng không dám gọi ai. Trời lạnh tuổi già, mấy tiếng ho húng hắng không thể cầm nổi. 3-4 con chó Tây kết xù ở trong nhà thính gai nghe động, cùng ồ ra một lúc, vừa sủa vừa chồm lên song sắt, như mắng mỏ và muốn nhai ông lão nhà quê. Ông lão giật mình hoảng sợ, lùi bắn ra mấy bước. Cũng may cổng đóng then gài, không thì tấm áo the cũ kỹ của con nhà nghèo đã bị lũ chó nhà vào xé rách, cả đến da thịt cũng có thể liên lụy mà chẳng biết thưa kiện ai được. Một cậu bồi mặc áo cổ lặt, thắt lưng nhiễu đỏ 3 múi, ứng theo tiếng chó sủa, vội vàng chạy ra. Ông lão đi đâu đấy, không biết kéo chuông gọi cửa, cứ thập thò cho lũ chó cắn rầm lên, muốn nghe bà lớn quở cho mất mặt phải không? Ông cụ nhỏ nhẽ lễ phép nói: "Lão xin lỗi cậu, cho lão hỏi thăm điều này khí không phải. Đây có phải là nhà bà lớn án quê dưới Hà Nam không? Bà lớn đã dậy chưa?" "Chính phải đây, bà lớn dậy từ lúc nãy." "Phiền cậu làm ơn bẩm dùng có phó cựu ở làng lên hầu bà lớn có chút việc." Cụ phó cựu theo cậu bồi dẫn vào. Vừa đến bậc thềm, cụ thục đôi giày da lộn để lại đó dưới chiếc ô, tay xách lồng chim rón rén bước lên. Cậu bồi nói nhỏ: "Cụ chịu khó đứng đợi đây một lát, tôi sẽ bẩm cho. Vì hiện giờ bà lớn còn mắc tiếp chuyện bà Chánh Tòa và bà Tuần Lạng ở nhà trong. Chỗ cụ phó ta khúng núm đứng chờ có thể dòm xiên vào trong khách phòng chính giữa, rộng lớn mênh mông. Cụ dòm ngó sừng sốt, không rời. Bên trong, đầy những vàng ngọc ánh lộn, khiến cụ phải ngây người choáng mắt. Bao nhiêu vật trần thiết lộng lẫy riêng một khu đó, đời cụ mới được trông thấy là lần thứ nhất. Cụ nhớ có lần được vào trong dinh cụ Tuần bản tỉnh, nhưng sánh lại cảnh sắc hai đang xa nhau một trời, một vực." Cụ để ý nhất và tấm tắc khen thầm bức hoành phi sơn son thép vàng, chạy nền gấm, treo chính giữa nhà. 4 chữ vàng là quyên nghĩa phụ nổi bật lên. Dưới đó một cái hương án cao, chạm lưỡng long triều nguyệt, cũng sơn son thép vàng bóng lộn. Trên mặt bày một cái hộp đỏ dài, chân quỳ. Cụ phó đoán chắc đấy là hòm sắt, vì cụ nhớ hòm sắt thành hoàng làng mình cũng thế.
Trước mặt hương án, cây chiết sập bằng cẩm lai khảm xà cừ, trên giải nệm gấm xanh. Cách một bộ bàn ghế kiểu Tàu, mặt đá, chùi đánh bóng nhoáng, tới cái giá đề hai chiếc ngà voi to tướng và bộ đỉnh bằng đồng đen nạm vàng. Hai bên kê hai cái tủ lồng kính ba mặt, cao gần đến trần nhà. Bên trong bày toàn đồ vật pha lê, ngọc thạch, mã não. Thế rồi cụ phó ta rối tất cả hai mắt với những đôn, những chậu, những đồ cổ, những đoạn kiếm, những quạt lông, những câu đối sơn thép bày la liệt trong phòng, treo tứ tung trên tường, mà thứ nào cũng là nguy hoàng đoạt một hết thảy. Nay giờ cụ phó ta mãi nhìn sững đâu đâu, không thấy góc buồng bên trái. Ngay cửa chính bước vào một chú hổ cực to, ngồi phục dị trên một tấm thảm bằng nhung. Nhẫn quan của cụ đảo quanh tứ phía, chợt đưa tới đó, thấy rõ ràng chú hổ ngồi ngửa mặt nghe răng, hai mắt tròn xoe, ngó ngay vào mặt cụ một cách lẫm liệt, dữ dội, đầy dẫy sát khí. Cụ mất cả hồn vía, chỉ thiếu một ly nữa là cụ kêu rú lên, bỏ phăng cả lồng chim mà chạy lấy thân. Nhưng rồi trí thông minh sao chót của một bác nhà quê đã có tuổi đánh thức cụ sực tỉnh ngay. Chắc là con cọp nhồi trấu, chứ cọp thật ai mà dám thả lỏng như thế. Cái lang làng ta, cụ phó nghĩ thầm trong bụng, sang trọng đến thế là cùng, bắt cả ông 30 về nhà bày cảnh mà chơi. Giữa lúc ấy, cánh cửa buồng sau thông với phòng khách có tiếng kẹt mở, ba người thiếu phụ từ trong đi ra. Cụ phó vội chỉnh lại dung mạo, chắp tay sẵn sàng, chờ cho người thiếu phụ đi sau hết, bước gần tới bên mình. Bây giờ cụ cúi đầu vái chào rất cung kính. Bẩm bà lớn à. Bà lớn chính là chủ nhân dinh cơ tráng lệ này, cụ phó ta đợi chờ bái yết nãy giờ. Tác người dạm dở, khỏe mạnh, nét mặt tròn trặn, trông vẻ hào hoa có gương phúc hậu, miệng nói cười rất có duyên, nhất là cặp mắt ngó sắc sảo, tinh anh, ai mới trông thấy, không cần phải tài năng thầy tướng, cũng biết ngay là con người thông minh, khôn khéo, lại có cái dáng trầm mặc, hiên ngang, khác hẳn với hai bà khách trang điểm ngọc vàng dốc nhiễu từ đầu đến chân. Chủ nhân lúc ấy mới 40 tuổi, không phải là không có nhan sắc, nhưng y phục rất nhã nhặn, như hạng đàn bà buôn bán, chứ không ưa trang sức, khoe của. Tiễn chân hai bà khách tỉnh ra tận ngoài cổng, chủ nhân mới trở vào tiếp vị khách quê. À, bác phó lên chơi, đi vào nhà trong uống nước. Cụ phó xách lồng chim theo gót bà lớn vào nhà trong, đặt xuống và chắp tay nói, gọi là có chút di thiền đem lên biếu bà lớn. Bác khéo bày vẽ làm gì cho tốn tiền. Bẩm, chim nhà chúng tôi nuôi ạ. Bà lớn gọi bồi đem ngay lồng chim xuống bếp, vì sợ để lâu nó bậy lên trên những viên gạch qua đánh bóng, có thể soi gương. Rồi quay lại hỏi bác phó, làng ta có chuyện gì lạ không? Cụ cố nhà tôi có nhắn gì không? Tôi mới gửi về biếu cụ mấy trăm đồng bạc cao, nhưng chẳng biết cụ đã bắt đầu dùng chưa. Còn bác, lên có công chuyện gì đó? Bẩm chúng tôi lên hầu bà lớn vì việc ruộng. Ruộng ở đâu? Bẩm, khu ruộng 30 mẫu bà lớn tậu năm xưa ở giáp hạt kim bảng, chia ra 5-7 người lĩnh canh. Nghe nói họ làm lụng không tận lực, thành ra vụ nào nông lúa cũng không đủ. Vậy để hết vụ chim này, bà lớn cho một mình chúng tôi lính canh, lệ luật đối với người ta ra sao thì chúng tôi cũng xin chịu như thế. Việc ấy sao bác không bẩm ngay cụ cố có tiền không? Tôi ở Hà Nội mắc lo những việc buôn bán lớn lao, giao thiệp với các quan khách tới lui tấp nập suốt ngày, không còn thời giờ nào để tâm đến chuyện ruộng đất ở nhà quê. Chuyện ấy đã có cụ cố, bác cứ về bẩm với cụ, hễ cụ cho là được. Chỗ là xóm bà con với nhau, tôi không nề hà gì. Để tôi viết thư nói dùm bác với cụ, cho bác lĩnh canh nhớ. Bà lớn bấm chuông bảo bối đi gọi thầy thư ký riêng vào. Cụ phó tưởng là vì việc ruộng cho cụ, nhưng lại nghe bà lớn nói, à, thầy thư ký, thầy đánh máy lập tức một bức thư cho nhà hàng Metrobon,
bảo họ tối mai nhà mình có tiệc 50 quan khách. Mình chỉ đặt họ cho người vào nấu và bồi hầu hạ, còn các vật liệu và đồ dùng nhà mình có đủ hết rồi, không cần gì của họ. Thầy thư ký dạ một tiếng, vừa lui trở ra, bà lớn gọi vật lại: "Thầy đã gửi thiệp mời đủ hết mọi nơi chưa?" "Dạ, đã gửi hết từ ngày hôm qua." Cả vợ chồng quan Tư Che Phê, quan Năm Bon Đi Phê Si, ông Thông Thu, ông Bạch Thái Bưởi, cụ đốc Trần Tán Bình. "Dân, thế còn một việc này nữa. Chiều nay thầy xuống Thái Hà, chỗ thầy đi khuya về sớm mãi, chắc không lạ đường, tìm anh quản ca hiến mắt dòm trời đó, dặn anh ta lựa chọn 12 cô đào thật xinh, tối mai lên đây hát và múa bài bông cho các quan khách xem nhớ. Còn việc gửi mấy toa gạo vào Nghệ, thôi để ngày mai sẽ tính." Bà lớn quay lại ông khách nhà quê: "Đấy bác xem, một tay đàn bà như tôi, mỗi ngày biết bao công việc, một người đàn ông chưa chắc đã kham nổi. Giờ bác xuống nhà dưới nhà nghỉ ngơi, sẵn việc ở chơi đến tối mai, xem bữa tiệc trọng thể nhà này, cho biết cảnh phồn hoa bậc nhất Hà Thành, kẻo ở nhà quê đến chết cũng không được thấy." Cụ phó trở ra ngoài thềm, lấy đôi giày da lộn và chiếc ô, rồi lủi thủi đi xuống nhà dưới, trong óc lại suy nghĩ thầm dụng dẫn dơ. Ai ngờ cái lan làng mình mà tây đến thế, chẳng bù lúc sắn giấy quai cồng, vớt bèo nấu cám cho lợn ăn, cả mấy bố con nghèo cực khổ sở, có hơn gì mình đâu chứ. Nếu quả có cái máy đo tâm lý như bên Hoa Kỳ đã phát minh, mà nhà này có mua một chiếc về làm cảnh chơi, thì chắc nó đã chụp được những tư tưởng thầm dụng kín đáo ở trong tâm não của phó. Chú đã hai lần nghĩ thầm về bà chủ ta. Thật thế, cụ đã suy thầm nghĩ dụng đến cái lan hai lần. Cái lan là ai? Chính là bà lớn mà cụ phó đánh đường từ Hà Nam lên để cầu lụy về Diệt Lĩnh Canh, thưa bẩm một cách cung kính, và được thấy tận mắt bao nhiêu lớp sơn vinh hoa phú quý đã che lấp mất cái dĩ vãng của con bé nhà nghèo mấy chục năm về trước. Bà lớn là ai? Chính là người thiếu phụ làm chủ cái dinh cơ đồ sộ ở ngõ Hội Nhũ và bao nhiêu ruộng đất, bạc tiền, nhà cửa khác nữa. Má hồng nổi tiếng, tay trắng làm nên, đã có nhất thời oanh liệt giang động xứ Bắc, cô Tư Hồng. Ngày nay người đã lên xe thiên cổ, nhà còn trơ dấu tang thương. Những ai sẵn lòng hoài cảm đi qua trước tòa lâu đài ở ngõ Hội Vũ, không khỏi ngậm ngùi chạnh nhớ đến hai câu cổ thi: "Trước sau nào thấy bóng người, qua đào năm nọ còn cười gió đông." Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.